Lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục Thừa Thiên Huế, học sinh lớp 1 phải học ở nhà thông qua các bài giảng trên đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế TRT. Không có giáo viên trực tiếp giảng dạy, không bạn bè trường lớp, những năm học đầu đời thực sự khó khăn cho cả giáo viên và học sinh. Làm thế nào để học sinh lớp 1 nắm bắt được bài học, phát triển tốt tâm sinh lý trong hoàn cảnh học tập không thuận lợi? Phụ huynh cần làm gì để có thể đồng hành cùng con? Cùng chuyên đề giáo dục và tri thức tìm hiểu những vấn đề liên quan đến dạy và học trên truyền hình đối với học sinh lớp 1. Năm học 2021-2022, hàng nghìn học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh phải học trên truyền hình, không thể đến trường do dịch bệnh. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục Thừa Thiên Huế, các em học sinh lớp 1 phải học những bài học đầu tiên với hình thức này. Về phía học sinh, học trên truyền hình thực sự chỉ là giải pháp tình thế, khó có thể giúp các em nắm bắt được một cách tốt nhất các bài giảng. Với ngành giáo dục, việc triển khai dạy học trên truyền hình vốn đã khó khăn, nay phải dạy cùng lúc nhiều bộ sách khác nhau theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi phải bố trí giáo viên giảng dạy cùng với thời gian phát sóng một cách phù hợp với hoàn cảnh cũng như tâm sinh lý của học sinh lớp 1. Chính vì những khó khăn như vậy nên để học tốt qua truyền hình, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy, cả học sinh lớp 1 cần phải có sự đồng hành sâu sát của phụ huynh và người thân để có thể theo kịp và nắm bắt tốt các bài giảng. Đây là một buổi học trên truyền hình của em Phan Hoàng Nam, học sinh lớp 1 trường tiểu học Thủy Biều. Theo chương trình, buổi học bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Trước đó, em cùng với mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ học tập, ôn lại bài cũ và xem qua bài học mới. Mỗi buổi học trên truyền hình chỉ kéo dài khoảng 20 phút, nên đòi hỏi cả phụ huynh lẫn học sinh hết sức tập trung. Không được giáo viên tận tay hướng dẫn, nhưng với sự hỗ trợ hiệu quả của người thân, buổi học nhìn chung vẫn diễn ra khá tốt và hào hứng. Thật sự trong một tuần vừa qua thì cũng có nhiều cô thì cũng tôi thấy cái bài giảng cũng rất là phù hợp, có nhiều cái hình thức là như là thêm cái nội dung nghỉ giải lao hay là múa hát để cho các cháu cũng có thời gian nghỉ ngơi ở trên cái chương trình học, và cái chương trình học của các cô cũng rất là hay, nhưng có một số bài thì có thể cũng hơi bị khó hiểu một tí. Cái sức học của các cháu, nhất là con tôi thì mới lập một bước đầu vào bỡ ngỡ chưa quen việc cố trường lớp mới, mà như trường cũng học trên chương trình ở trên truyền hình nên cũng có nhiều cái khó khăn. Thế bản thân tôi cũng nhìn thấy sang một trường học, mặc dù cũng có được tiếp thu nhưng mà lượng kiến thức thì chắc chắn cũng sau không đảm bảo theo cái chương trình học mà đã đề ra. Hiểu rõ những khó khăn khi phải học trên truyền hình, ngành giáo dục đã có những hướng dẫn cụ thể dành cho phụ huynh khi đồng hành cùng con suốt quá trình học. Với học sinh lớp 1, ngành giáo dục tập trung tối đa vào hai môn tiếng Việt và toán, đặc biệt là môn tiếng Việt. Làm thế nào để các em có thể làm quen với các chữ cái, vần và ghép các từ đơn giản trong giai đoạn đầu? Với học sinh lớp 1, điều quan trọng nhất mà giáo viên phải làm trên lớp là theo sát và cầm tay hướng dẫn cho trẻ. Vì vậy, phụ huynh cần phải học và nghe bài giảng cùng con. Với những phụ huynh bận rộn thì giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, phụ huynh học cùng con trong giai đoạn đầu này vẫn hết sức quan trọng. Một vấn đề khác là phụ huynh cần chuẩn bị thật tốt tâm lý cho con, để cho trẻ thực sự thoải mái và vui vẻ khi học trên truyền hình. Đây là điều quan trọng, tạo đà hứng phấn cho trẻ khi quay lại trường học. Mục đích của lớp 1 là đọc thông viết thạo và làm toán đơn giản. Từ việc nắm bắt mục đích này, cha mẹ có thể đồng hành với con bằng nhiều cách. Chẳng hạn cùng chơi với con, lấy bảng chữ cái, mô hình chữ cái ra chơi ghép vần, chơi các bài tập toán đơn giản. Để tiết học có hiệu quả thì trước hết phụ huynh phải nắm chắc cái lịch học của đài thông qua kế hoạch dạy học của nhà trường, và thường xuyên nhắc nhở các em vào học, tránh tình trạng là tiết học tiết không thì các em sẽ không theo kịp chương trình. Cái thứ hai là trong quá trình các em học thì phụ huynh phải đồng hành cùng với các em, giúp cho các em trả lời những cái yêu cầu mà của giáo viên đưa ra, đồng thời là động viên các em khi các em trả lời đúng và sửa sai cho các em khi các em trả lời chưa đúng, nhằm giúp cho các em là nắm bài được một cách là hoàn thiện. Để học trên truyền hình hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tương tác tốt giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên cần tạo lập nhóm liên lạc, nắm bắt tình hình học tập của học sinh,
phản hồi cho phụ huynh để cùng theo sát quá trình học tập của trẻ. Cách làm này tuy khá vất vả nhưng vẫn đảm bảo kết nối được với nhau trong tình hình hiện nay, tránh việc tương tác một chiều mà các hình thức dạy học online đang mắc phải. Nhà trường cũng giống như giáo viên là điều rất là mong muốn là các em là mặc dù là không có tới trường học đại TTT nhưng mà cũng nắm được cái kiến thức cơ bản. Đó thì ở bên trường là có sau khi mà các cháu mà đã nhận vào lớp thì bên trường có yêu cầu giáo viên là lấy cái số điện thoại lập thành một cái nhóm thì sẽ thông báo cho phụ huynh các giờ học trên đài TTT. Sau mỗi giờ học trên đài TTT là cô sẽ gọi điện cho phụ huynh thông qua phần mềm Gia Vi thì sẽ hỏi là hôm nay các em có hiểu bài không, hôm nay là ai dạy các em hè, rồi xong rồi là hỏi là hôm nay các em học âm cơ âm a hay là hình vuông hình tròn và mình sẽ hỏi khảo sát coi thử các cháu đã nắm được cái bài chưa. Nếu mà bạn nào mà chưa nắm được bài thì giáo viên trong trường cũng sẽ có một phương án hai, đó là mình sẽ ra thêm bài tập gửi về cho phụ huynh, rồi xong rồi nhờ phụ huynh làm cho các cháu làm bài tập chụp ảnh gửi lại cho cô và cô sẽ nhận xét bài làm của cháu. Học sinh lớp 1 là đối tượng học sinh đặc biệt nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, bởi các em lần đầu tiên trong đời chuyển trạng thái học tập từ hoạt động chủ đạo là vui chơi sang hoạt động chủ đạo là học tập. Các em chưa biết đọc, chưa biết viết, thói quen học tập, khả năng tập trung chú ý chưa được hình thành, thao tác tư duy phải dựa vào hình ảnh trực quan. Việc dạy học trên truyền hình đối với học sinh lớp 1 là điều rất khó khăn và chắc chắn kết quả sẽ không như mong đợi. Chưa kể, việc tập trung quá nhiều vào hai môn toán và tiếng Việt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình giáo dục phổ thông mới và phương châm giáo dục toàn diện. Quan điểm của Sở Giáo dục là tập trung cho các cái môn học mà mang tính công cụ như là môn tiếng Việt đối với học sinh lớp 1, tập trung chủ yếu là tiếng Việt và toán. Học sinh lớp 2 thì chúng tôi cũng ưu tiên cho cái môn tiếng Việt và môn toán. Còn những cái môn học, các cái hoạt động giáo dục khác thì chúng tôi định hướng cho đội ngũ giáo viên là có thể hỗ trợ học sinh bằng cái phương án là tự học tại nhà. Tự học tại nhà thông qua cái hỗ trợ của giáo viên và qua những cái bài tập hoặc là những cái nội dung học tập mà giáo viên sẽ gửi cho phụ huynh học sinh. Chính vì những lý do trên, dạy học trên truyền hình và học online chỉ là phương án tinh thế giúp các em làm quen với hoạt động học tập, sẵn sàng cho việc quay lại trường ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã gần 2 tuần, các em học sinh bắt đầu năm học mới với những bài giảng trên truyền hình hoặc thông qua hình thức học online. Ngoài việc đảm bảo tiếp thu được kiến thức, một vấn đề khác rất cần được quan tâm là vấn đề sức khỏe và tâm lý của học sinh khi ngồi trước màn hình TV, máy tính, điện thoại suốt thời gian dài và ngày này qua ngày khác. Ngoài việc giảm tải chương trình, bố trí thời gian phù hợp với lứa tuổi cũng như hoàn cảnh địa phương, phụ huynh và học sinh cũng cần biết cách giữ gìn sức khỏe, đảm bảo tâm lý trong giai đoạn này. Với hình thức học trực tuyến hoặc học trên truyền hình, mỗi ngày cả học sinh ít nhất cũng phải nhìn liên tục trên màn hình 3 đến 4 tiếng đồng hồ, kéo dài 4-5 ngày trong một tuần. Ngoài chương trình chính khóa, nhiều học sinh còn tham gia các khóa học khác nhau trên mạng, khiến cho thời gian ngồi trước màn hình là rất nhiều. Điều này ít nhiều mang đến những tác hại tiêu cực khác nhau về sức khỏe và tâm sinh lý, đặc biệt là đối với trẻ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Vấn đề sức khỏe đầu tiên cần quan tâm là ảnh hưởng đến mắt khi nhìn vào màn hình quá lâu và liên tục. Theo các khuyến cáo về y tế, mỗi ngày chỉ nên nhìn vào màn hình ít hơn 2 giờ. Nếu quá thời gian này sẽ gây những tác hại không nhỏ cho mắt, đặc biệt là tật khúc xạ vốn ngày càng tăng lên ở trẻ nhỏ. Mặt khác, màn hình TV, vi tính hay máy tính bảng, smartphone đều phát ra ánh sáng xanh. Đây là loại ánh sáng gần giống với tia cực tím, là nhân tố vô hình làm hỏng võng mạc của mắt. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn, mang mức năng lượng. Tiếp xúc lâu ngày với ánh sáng xanh trong cường độ cao có thể gây chết các tế bào thị giác, gây rối loạn điều tiết mắt, nhức mỏi mắt, lâu ngày có thể gây suy giảm thị lực thậm chí mù lòa. Tiếp xúc lâu ngày với ánh sáng xanh trong cường độ cao có thể gây chết các tế bào thị giác, gây rối loạn điều tiết mắt, nhức mỏi mắt, lâu ngày có thể gây suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Trong tình hình này thì trẻ em không thể trực tiếp đến trường mà phải học tại nhà thông qua các thiết bị điện tử như là TV, máy tính bảng, máy vi tính và thậm chí là điện thoại di động. Thì cái việc mà học kéo dài trên các cái thiết bị điện tử đó thì nó sẽ gây ra một số các cái tác hại đến mắt, như là trẻ sẽ là mỏi mắt, nhức mắt, khô mắt, cảm giác cay rát, ngứa mắt,
và thậm chí là mỏi mắt, mơ mắt, nhìn một phần hai. Và khi các cái triệu chứng này trở nên trầm trọng thì trẻ sẽ là đau đầu và không muốn mở mắt, rất là khó mở mắt và luôn luôn có cảm giác là buồn ngủ. Bởi vì các nhà khoa học đã nghiên cứu ảnh sáng xanh từ cái màn hình điện thoại, máy tính thì sẽ tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn lên võng mạc hơn trong cái bóng tối hoặc là thiếu ánh sáng, gây ra làm chết các cái tế bào thị giác, tăng cái độ cận thị, tăng cái nguy cơ thoái hóa võng mạc dẫn đến giảm thị lực. Chính vì vậy, học sinh khi học online, dù thông qua bất cứ thiết bị điện tử nào cũng phải biết bảo vệ cho mắt, hạn chế nhìn tập trung vào màn hình quá lâu, đồng thời thư giãn sử dụng các thực phẩm bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe, nhất là đối với đôi mắt. Đầu tiên là chúng ta chú ý đến cái ánh sáng, cho trẻ học ở nơi mà có đầy đủ ánh sáng. Thứ hai nữa là chú ý đến cái khoảng cách. Nếu như trẻ học trên TV thì chúng ta chú ý cái khoảng cách trung bình là khoảng 2,5 đến 3 mét. Và chính xác hơn là tùy thuộc vào cái độ rộng của màn hình TV. Thường thì là cái khoảng cách mà trẻ ngồi học sẽ gấp 5 lần cái độ rộng của màn hình TV. Thứ ba nữa là một cái nguyên tắc rất quan trọng, đó là nguyên tắc 20-20-20. Có nghĩa là trẻ sử dụng các cái thiết bị điện tử trong vòng 20 phút thì nên nhìn ra xa ở khoảng cách là 20 feet, tức là khoảng 6 mét trong vòng 20 giây. Và một điều nữa là quý vị phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện mà có chuyên khoa mắt. Và cuối cùng nữa thì quý vị phụ huynh chú ý cung cấp cho con mình chế độ dinh dưỡng thật là đầy đủ, uống nhiều nước, bổ sung các vitamin để giúp trẻ có đôi mắt khỏe. Ngoài ra, ngồi học một mình, thiếu sự tương tác cũng gây ra các ảnh hưởng tâm lý khác nhau. Đây là điều mà khi triển khai giáo dục trực tuyến, ngành giáo dục vẫn chưa tính đến. Nếu việc dạy và học trực tuyến kéo dài, cần phải quan tâm đến thực trạng này. Bởi ở những nước có lệnh phong tỏa dài lâu đã cho thấy có sự gia tăng đáng kể của tình trạng căng thẳng và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Cần phải là tổ chức những cái tiết học nó với cái thời lượng ngắn hơn. Đơn cử như là ở lớp 1 thì hiện nay chúng tôi chọn cái giờ phát để mà phát các cái bài học qua truyền hình á, thì vào tầm khoảng 6-5 giờ chiều, tức là lúc phụ huynh đã trở về nhà sau một ngày làm việc thì phụ huynh sẽ cùng con em mình để mà hướng dẫn cho các cháu, hỗ trợ các cháu học tập. Đồng thời ở cái thời điểm ấy thì trẻ cũng dễ tập trung để mà học hơn, và cái thời lượng của mỗi một bài học thì chỉ tầm khoảng 20 phút, không kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Ở học sinh các cái lớp 3-4-5 thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các phòng giáo dục là nên bố trí cái tiết học thật là phù hợp, không để cho các cháu phải ngồi lâu quá trước cái màn hình máy tính hoặc trước cái phương tiện mà giúp cho các cháu học trực tuyến. Riêng với các khối 3-4-5 phải học online, nhà trường sẽ chủ động thời gian và sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý cho từng địa phương. Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia bài giảng, đồng thời tăng cường sự liên kết, tương tác giữa phụ huynh và nhà trường, tạo ra một môi trường học tập tuy giãn cách nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố thiết yếu của một lớp học, nhà trường thực thụ. Chuyên đề giáo dục và tri thức tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.